Cập nhật những diễn biến mới nhất chiến tranh Nga-Ukraine ngày 2 tháng 1 năm 2024 Trước khi đến với những diễn biến mới nhất trên chiến trường Nga-Ukraine những ngày đầu của năm 2024, chúng ta hãy cùng điểm lại những tổn thất đáng kinh ngạc của Nga trong một năm qua. Theo đó, Moscow đã mất hơn 1 phần 4 triệu quân vào năm 2023. Bên cạnh đó, khi kết thúc năm 2023 với việc các lực lượng thông thường của Ukraine chưa thể xuyên thủng tuyến phòng thủ của Moscow trên chiến trường, Kiev đang chuyển hướng sang chiến thuật du kích, gia tăng các hoạt động phá hoại bên trong lãnh thổ Nga. Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Volodymyr Zelensky thề sẽ dán cân thịnh độ chống lại lực lượng Nga vào năm 2024, và giờ sau khi Ukraine chứng kiến các cuộc tấn công của Moscow vào ngày đầu tiên của năm mới. Cơn thịnh độ của Ukraine không phải là một lời nói suông. Quân đội Ukraine đã tấn công một khách sạn 5 sao ở trung tâm thành phố Dorez ngay đầu năm mới. Các báo cáo địa phương cho biết, giới tên Hoa Nga đã tập trung tại khách sạn trong thời gian xảy ra cuộc tấn công. Tấn công người khác thì được, nhưng bị người ta đánh lại thì như đĩa phải vôi. Theo đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ tăng cường không kích Ukraine sau vụ tấn công chưa từng có vào thành phố Belgorod của Nga cuối tuần qua. Chuyển sang một diễn biến đáng chú ý khác, được biết, trụ sở hạm đội Biển Đen của Nga vẫn còn hoang tàn sau một cuộc tấn công lớn của Ukraine, lực lượng du kích Ukraine cho biết. Thông tin chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Kính chào quý vị khán giả đang quay trở lại với bản tin cập nhật tình hình chiến sự Nga-Ukraine 24 giờ qua trên kênh The Saigon Post. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, trước khi đến với những diễn biến mới nhất trên diễn trường Nga-Ukraine những ngày đầu của năm 2024, quý vị hãy cùng Molifan điểm lại những tổn thất đáng kinh ngạc của Nga trong một năm qua. Theo đó, Moscow đã mất hơn 1 phần tư triệu quân vào năm 2023, theo báo cáo mới nhất của quân đội Ukraine. Trong đó cho biết tổng số thương vong của Nga kể từ tháng 2 năm 2022 hiện ở mức 360.010. Vào ngày đầu tiên của năm 2023, Kiev cho biết lực lượng Nga đã chịu tổn thất 106.720 người kể từ khi bắt đầu chiến tranh. Sự chênh lệch giữa số liệu vào ngày 1 tháng 1 năm 2024 và ngày 1 tháng 1 năm 2023 là 253.290, mức trung bình hàng ngày chỉ dưới 694. Rất khó để có được con số chính xác về thương vong của Nga trong cái mà Điện Kremlin gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt, vì ước tính của Kiev thường cao hơn so với ước tính từ các nguồn khác. Cả hai bên đều kín tiếng về tổn thất của mình. Trong đó, Nga đã không cập nhật số liệu kể từ tháng 9 năm 2022, khi đó họ đưa ra con số dưới 6.000 quân. Tổng số thương vong của Nga trong tháng 12 ở Kyiv là 29.970, số người chết hàng tháng cao nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu, cao thứ hai là 28.550 vào tháng trước đó. Từ ngữ đi kèm với ước tính hàng ngày của Ukraine đã thay đổi một chút trong năm qua, từ nhân sự bị thanh lý thành nhân sự. Nhưng con số của Kiev theo sau một năm có báo cáo rằng quân đội Moscow đã bị ném vào các cuộc tấn công gây thương vong cao. Vào tháng 10, Nga đã phát động một cuộc tấn công vào Ajivka ở tỉnh Donetsk, điều mà các nhà phân tích phương Tây cho rằng đã gây ra tổn thất tăng đột biến. Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ NSC cho biết, tính đến giữa tháng 12, hơn 13.000 quân nhân Nga đã thiệt mạng trong tháng đó. Thêm vào con số đó, 220 phương tiện chiến đấu của Moscow đã bị mất trong chiến dịch xung quanh Avdiivka mà không đạt được lợi ích chiến lược rõ ràng nào trên chiến trường. Cũng vào giữa tháng 12, một báo cáo tình báo Mỹ được giải mật cho biết, Nga đã mất 315.000 quân trong tổng số ước tính 360.000 người tham gia cuộc xâm lược, tờ New York Times đưa tin. Vào giữa tháng 11 năm 2023, Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang Anh James Happy nói với các nhà lập pháp ở Anh rằng khoảng 302.000 quân nhân Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương. Vào ngày 29 tháng 12, một dự án chung của hãng tin độc lập Nga Media Zona và BBC Russian cho biết số tổn thất của quân đội Kremlin ở Ukraine đã lên tới 40.599. Con số này dựa trên thông tin đã được xác minh từ các nguồn mở, chẳng hạn như dữ liệu từ Nghĩa Trang và thông báo công khai, đồng thời đi kèm với lời cảnh báo rằng con số thiệt hại thực tế có thể còn cao hơn nhiều. Dự án chung cho biết, năm 2023 đã trở nên đẫm máu hơn đối với quân Nga so với năm 2022. Đồng thời dự đoán, tổn thất cho năm 2024 trong những tuần tới sẽ tăng lên đáng kể khi tính đến các cuộc tấn công đẫm máu mới nhất. Bên cạnh đó, khi kết thúc năm 2023 với việc các lực lượng thông thường của Ukraine chưa thể xuyên thủng tuyến phòng thủ của Moscow trên chiến trường, Kiev đang chuyển hướng sang chiến thuật du kích, gia tăng các hoạt động phá hoại bên trong lãnh thổ Nga. Động thái này nhằm đáp trả các mạng tấn công bằng hỏa tiễn và UAV của quốc gia xâm lược lên cơ sở hạ tầng dân sự trên khắp Ukraine. Nga và Ukraine vẫn đang giao tranh trên quy mô lớn, cả trên bộ và bằng các cuộc không kích, Giới chức Nga cáo buộc Ukraine tập kích thành phố Belgorod hôm ngày 30 tháng 12, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương. Đây rõ ràng là phản ứng của Kyiv sau cuộc tấn công hỏa tiễn quy mô lớn của Nga vào một số thành phố của Ukraine một ngày trước đó. Được biết, các chiến thuật du kích bao gồm hoạt động phá hoại, đục kích, ám sát có chủ đích và cố gắng làm nổ tung các kho đạn dược, đường ống dẫn dầu và đường sắt trở nên quan trọng hơn khi hai bên không đạt được tiến bộ đáng kể ở tiền tuyến. Lực lượng du kích Ukraine cho biết họ đã cho nổ tung một đoàn tàu chở hàng của Nga vào ngày 15 tháng 12 khi nó đang vận chuyển đạn dược và nhiên liệu từ Crimea đến Melitopol, miền nam Ukraine. Các cuộc tấn công trước đó nhằm vào các tuyến đường sắt bên ngoài dãy núi Euro, vốn là rào cản tự nhiên giữ an toàn cho các cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng của Nga cho thấy chiến thuật du kích có thể gây ra những tác động rất lớn. Các tuyến đường sắt rất quan trọng đối với Nga bởi chúng được thiết kế để trở thành xương sống của hệ thống cung cấp từ thời Liên Xô. Cuộc tấn công táo bạo vào đường hầm ở vùng viễn đông của Nga có thể sẽ là mối lo ngại đặc biệt đối với Điện Kremlin. Bà Emily Ferris, nhà nghiên cứu chuyên về Nga tại Viện Russi, có trụ sở tại Anh cho biết. Làm thế nào để bảo đảm an toàn cho những tuyến đường sắt dài và dễ bị tấn công là điều khiến Nga bận tâm trong hơn một thế kỷ, bà Ferris nói. Theo bà Ferris, Chính các cuộc tấn công nhằm vào mạng lưới đường sắt trên tuyến này đã làm tăng thêm những khó khăn về hậu cần của Nga trong những ngày đầu của cuộc xung đột và cũng góp phần khiến Moscow thất bại trong chiến dịch tấn công vào Kiev. Tháng 11, cơ quan tình báo của Bộ Quốc phòng Anh nhận định, 17 tháng sau cuộc tấn công đầu tiên được báo cáo, các vụ phá hoại nhằm vào tuyến đường sắt Nga tiếp tục là một thách thức đáng kể đối với chính quyền Moscow. Cơ quan tình báo quân sự Ukraine cuối tháng 11 cho biết, các đặc vụ của họ đang nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng đường sắt trên khắp nước Nga. Cơ quan này cũng thừa nhận gây ra một loạt vụ hỏa hoạn nhằm vào các công trình của Nga được sử dụng để chứa các thiết bị nhạy cảm, điều phối nhiều hoạt động như kiểm soát nhà ga, giám sát đoàn tàu và phát tín hiệu đường sắt. Thưa quý vị, trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Volodymyr Zelensky thề sẽ dán cơn thịnh độ chống lại lực lượng Nga vào năm 2024, và giờ sau khi Ukraine chứng kiến các cuộc tấn công của Moscow vào ngày đầu tiên của năm mới. Trong bài phát biểu năm mới trên truyền hình, ông Zelensky nhấn mạnh, năm tới, đối phương, người Nga sẽ cảm nhận được cơn thịnh nộ của các loại vũ khí nội địa của Ukraine. Theo đó, bài phát biểu của ông Zelensky đã chèn các đoạn clip về pháo binh và máy bay chiến đấu của Ukraine. Ukraine sẽ có thêm ít nhất một triệu máy bay không người lái trong kho vũ khí của mình vào năm tới, ông Zelensky tiết lộ thêm, cũng như các máy bay chiến đấu F-16 do các đối tác phương Tây chuyển giao. Các phi công của chúng tôi đã lái thành thạo các máy bay phản lực F-16 và chúng tôi chắc chắn sẽ nhìn thấy các máy bay này bay trên bầu trời của chúng tôi, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh. Bất chấp các gói viện trợ vũ khí trị giá hàng tỷ đô la của phương Tây, Ukraine vẫn phải vật lộn để tạo ra bước đột phá trong các cuộc phản công năm 2023 nhằm chống lại lực lượng xâm lược của Nga. Trong khi đó, Moscow đã tăng cường áp lực dọc tiền tuyến, chiếm thị trấn Marinka chiến lược ở phía đông vào đầu tháng 12 năm 2023 và đang thúc đẩy quyền kiểm soát Kibensk ở phía đông bắc. Ukraine đã liên tục kêu gọi các đồng minh phương Tây duy trì hỗ trợ quân sự cho nước này, trong khi Nga và Ukraine đã chứng kiến xung đột leo thang trong những ngày gần đây, bao gồm cả vụ tấn công chưa từng có vào thành phố Belgorod của Nga khiến 24 người thiệt mạng hôm thứ Bảy 30 tháng 12. Vụ tấn công xảy ra một ngày sau khi Moscow phóng loạt hỏa tiễn và máy bay không người lái vào các thành phố của Ukraine, ước tính giết chết 39 người. Kyiv xem đây là một trong những cuộc tấn công trên không lớn nhất do Moscow thực hiện kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Các quan chức thành phố cho biết, ngày 1 tháng 1 là ngày để tang ở thủ đô Kyiv của Ukraine nhằm tưởng nhớ 19 người thiệt mạng trong cuộc tấn công hôm ngày 30 tháng 12 của Nga. Chỉ vài giờ sau giao thừa hay rạng sáng ngày đầu năm mới, người đứng đầu khu vực Donetsk do Nga bổ nhiệm cho biết 4 người đã thiệt mạng và 13 người bị thương trong vụ pháo kích lớn vào thành phố chính của khu vực này. Trong khi đó, tại khu vực Odessa phía nam Ukraine, thống đốc Oleg Kipper cho biết một người đã chết trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga và ba người khác bị thương. Và tại khu vực Lviv phía tây Ukraine, các hệ thống phòng không đã bắn hạ máy bay không người lái của Nga vào đầu giờ ngày thứ Hai, ngày 1 tháng 1, theo thống đốc Maxim Kozitsky. Cơn thịnh nộ của Ukraine không phải là một lời nói suông thưa quý vị. Truyền thông nhà nước Nga hôm thứ Hai đưa tin, quân đội Ukraine đã tấn công một khách sạn độc quyền ở trung tâm thành phố Donetsk ngay sau nửa đêm ngày đầu năm mới, và các báo cáo địa phương cho biết giới tinh hoa Nga đã tập trung tại khách sạn trong thời gian xảy ra cuộc tấn công. Hãng tin TASS do Điện Kremlin điều hành dẫn lời, người phát ngôn của lực lượng phản ứng đầu tiên cho biết, khách sạn Donbass Palace đã bị lực lượng vũ trang Ukraine pháo kích. Hãng tin TASS do Điện Kremlin điều hành dẫn lời, đồng thời mô tả Donbass Palace là một khách sạn 5 sao ở trung tâm thành phố Donetsk. Denis Pushlin, người đứng đầu khu vực Donetsk, viết trên Telegram rằng thành phố Donetsk đã phải hứng chịu các cuộc tấn công nặng nề vào đêm giao thừa, trong khi một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Nga gọi cuộc tấn công vào thành phố là một hành động khủng bố và cáo buộc lực lượng Kiev đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự. Trong khi đó, nhà báo Ukraine Andriy Tseplenko đưa tin trên một bài đăng trên Telegram rằng các thành viên của tên hoa Nga có trụ sở tại Dores bị chiếm đóng đang tham dự bữa tối năm mới với các vị khách đến từ Moscow vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Bài đăng của Tseplenko chứa đoạn video quay lại cảnh có vẻ như là một phòng tiệc đầy khói, cũng như đoạn clip cho thấy bên ngoài cung điện Donbass bị hư hại. Nesta, một hãng tin thân Ukraine có trụ sở tại Đông Âu, đã đăng đoạn phim 3 ngày lên X trước đây là Twitter, cũng cho thấy khách sạn và các mệnh vỡ trên đầu những chiếc ô tô đậu ở bên ngoài. Người dùng X thân Ukraine Tenda đã viết rằng không có thông tin chính xác về số thương vong trong cuộc tấn công khách sạn, nhưng các kênh thân chế độ Nga đã khá khó chịu. OSINT Uri, người dùng X có tiểu sử liệt kê rằng anh ta là cựu chiến binh của lực lượng không quân Hoa Kỳ và là nhà phân tích quân sự, cũng đăng bài về vụ việc tại cung điện Donbass. Bài đăng X của OSINT Uri cho biết, đầu đêm nay, AFU, lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công một khách sạn ở Donetsk bị chiếm đóng, nơi một bữa tiệc có sự tham dự của các sĩ quan, nhà báo Nga, các VIP khác và một số hộ tống chuyên nghiệp. Một chỉ huy quân sự đã bị giết ở Donetsk và có những nhà báo bị thương. Thông tin đang được làm rõ, năm mới bắt đầu thực khủng khiếp. Có thông tin cho rằng một nhà báo cấp cao nhà tuyên truyền cũng chết trong cuộc tấn công. Thưa quý vị, tấn công người khác thì được, nhưng bị người ta đánh lại thì như là địa phải vôi. Theo đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ tăng cường công kích Ukraine sau vụ tấn công chưa từng có vào thành phố Belgorod của Nga cuối tuần qua. Theo các quan chức Nga, cuộc không kích hôm ngày 30 tháng 12 đã giết chết ít nhất 25 người và làm bị thương hơn 100 người. Nga đổ lỗi cho Ukraine về vụ tấn công này, một trong những vụ tấn công nguy hiểm nhất xảy ra trên đất Nga kể từ khi cái gọi là chiến dịch quân sự toàn diện của Moscow và Ukraine bắt đầu hơn 22 tháng trước. Chúng tôi sẽ tăng cường các cuộc tấn công, tất cả tội ác chống lại thường dân sẽ bị trừng phạt, đó là điều chắc chắn. Ông Putin khẳng định ngày 1 tháng 1 trong chuyến thăm một bệnh viện quân đội. Theo ông Putin, Nga sẽ tiếp tục tấn công vào cái mà ông ta gọi là các cơ sở quân sự trong hôm nay và ngày mai, thậm chí là kéo dài trong tương lai. Trước đó, ông Putin gọi vụ tấn công ở Belgorod là một cuộc tấn công khủng bố và các buộc lực lượng Ukraine nhắm mục tiêu vào trung tâm thành phố, nơi mọi người đang đi bộ trước đêm giao thừa. Ông cho rằng Ukraine đang bị phương Tây lợi dụng để giải quyết các vấn đề của mình và khẳng định diễn biến cuộc chiến đang thay đổi theo hướng có lợi cho Nga. Bộ Quốc phòng Nga cũng khẳng định Ukraine đã tấn công Belgorod bằng một số hỏa tiễn, hầu hết vũ khí đã bị bắn hạ, nhưng một số mảnh vỡ rơi xuống thành phố. Via Jeslav Gladkov, thống đốc vùng Belgorod, cho biết vụ tấn công đã làm hư hại 30 tòa nhà chung cư, một số ngôi nhà và ô tô. Thưa quý vị, chuyển sang một diễn biến đáng chú ý khác. Được biết, trụ sở hạm đội Biển Đen của Nga vẫn còn hoang tàn sau một cuộc tấn công lớn của Ukraine, lực lượng du kích Ukraine cho biết. Euromaidan Press trích dẫn tuyên bố của ADES, một phong trào du kích của Ukraine trên bán đảo Crimea cho biết, Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công hỏa tiễn vào trụ sở hạm đội Biển Đen của Nga ở Crimea vào tháng 9 năm 2023 như một phần của chiến dịch bảy cua. Từ đó đến nay, đúng đổ nát do vụ tấn công gây ra đối với trụ sở hạm đội Biển Đen của Nga tại Sevastopol vẫn chưa được sửa chữa. Trạm bảo vệ vẫn tiếp tục hoạt động và bên lính đứng canh gác bên bờ biển cạnh trụ sở hạm đội biển đen bị hư hại. Một số bộ phận của cơ quan này vẫn còn hoạt động, Ates tuyên bố. Trong cuộc tấn công táo bạo ngày 22 tháng 9 vào trụ sở hạm đội biển đen ở Sevastopol, Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái và hỏa tiễn trong một chiến dịch gồm hai giai đoạn vốn được lên kế hoạch tỉ mỉ lực lượng tác chiến đặc biệt ukraine cho biết sự chuẩn bị kỹ lưỡng đã cho phép họ tấn công chính xác vào trụ sở hạm đội biển đen trong khi giới lãnh đạo nga họp ở đó vụ tấn công đã làm hư hại trụ sở cơ quan này và khiến nhiều sĩ quan cấp cao của nga bị thương theo giám đốc tình báo ukraine cuộc tấn công đã làm bị thương nặng thậm chí là không qua khỏi hai tướng của nga Thưa quý vị, bản tin của chúng tôi đến đây cũng sẽ được kết thúc. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi đến cuối chương trình. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an. Và quý vị hãy nhớ bấm vào nút like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh. Moliva xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.